비추고 Mới đây, trang Daily Mail đã đăng tải một bản đồ đặc biệt, bật mí cho bạn biết chính xác lĩnh vực nổi tiếng nhất của vùng lãnh thổ đất nước đó. Bản đồ này được lập ra dựa trên số liệu được tập hợp khắp Internet, từ các nguồn như Ngân hàng Thế giới hay Kỷ lục Guinness Thế giới. Những phát hiện được đánh dấu trên bản đồ bao trùm mọi sắc thái từ đau buồn cho tới sung sướng. Ví dụ như Nam Phi đứng đầu thế giới về số lượng người tử vong mỗi năm, hay Mỹ là nước vô địch về thư rác. Chưa dừng lại ở đó, bạn sẽ càng bất ngờ tới bất ngờ hơn khi biết rằng thung lũng Silicon và trung tâm công nghệ ở châu Á không phải là những nơi mà Wi-Fi chạy nhanh nhất đâu. Sự thật, danh hiệu này thuộc về Cộng hòa Lithuania. Kết luận này được đưa ra dựa theo dữ liệu từ Rodent Wi-Fi. Ở Canada, Wi-Fi được sử dụng chủ yếu cho việc lướt Facebook bởi mọi người ở đây đăng ký tài khoản nhiều và truy cập nhiều hơn so với bất cứ chỗ nào khác. Hay cả như, bạn có biết người dân nước nào thường xuyên thay đổi mật khẩu không? Câu trả lời là người dân Australia. Hà Lan đứng đầu danh sách những người uống cà phê và dường như người Na Uy cực đam mê ăn pizza nên đứng số 1 trong bảng bình chọn này. Bên cạnh đó, Nhật Bản là đất nước sở hữu nhiều nhà hàng 3 sao Michelin hơn bất cứ đâu trên thế giới. Do đó sẽ không có gì quá lạ khi xứ sở mặt trời mọc này là đích đến của những người đam mê ẩm thực. Và bạn sẽ không bất ngờ khi biết Pháp đứng số 1 thế giới về rượu whisky phải không? Và giờ thì đến Việt Nam, bạn có biết đất nước mình đứng đầu thế giới về tiêu chí nào không? Câu trả lời là hạt tiêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!